Chào anh em, hôm nay mình hướng dẫn anh em cách hiển thị số điện thoại. Đây, hiển thị số điện thoại trên phần điện thoại của dòng Samsung. Làm nào để hiển thị khi chúng ta cắm vào, chúng ta vào phần thông tin máy. Để mình ra thoát từ đầu. Vào phần thông tin máy, bình thường là nó sẽ không hiển thị số và nó sẽ nói là không rõ, không biết, không rõ. Đấy. Nhưng làm nào để chúng ta hiển thị được cái số này lên. Hôm nay mình hướng dẫn các bạn cách hiển thị lên. Bài đầu tiên chúng ta mạng nào cũng được, nhưng bài đầu tiên chúng ta phải cần có một con iPhone. Đấy, iPhone nào cũng được. Đấy. Bài thứ hai chúng ta lắp sim, cái sim cần hiển thị số vào. Đấy, ví dụ như là mình cho con sim vào, và thứ hai tiếp theo nó vào phần cài đặt tìm kéo xuống cái mục gọi là có cái biểu tượng cái điện thoại. Đây có chữ điện thoại, chúng ta vào đây chọn, rồi chúng ta sẽ đánh số, tùy mình đánh số gì cũng được, tí nó sẽ hiển thị số mình đánh lên. Ví dụ đây mình đánh số toàn 8 ấy, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, nó sẽ số 5 8 9 10 đi, 10 số 8 mà hãy lưu vào, ấn lưu. Rồi ok, lên đây là toàn số 8. Giờ mình gắn sang con Samsung, chắc chắn một điều là nó sẽ lên toàn số 8. Mình đặt vị trí sim 2 nhé. Con này nó sẽ lên toàn số 8 này. Rồi, vào thông tin. Rồi, đây. Các bạn nhìn nhé. Sim 2 toàn số 8. Đấy, rất đơn giản. Bây giờ mình đổi sang số khác tùy thích. Đấy. Nhưng mà mình thường là đặt theo đúng tên, cái theo đúng cái số của nó sẽ hiện thị lên, nó sẽ hay hơn. Chúc em thành công.